chiều mưa đó. Tưởng không còn gặp lại, nào ngờ đâu trên thành phố cao nguyên, mimosa vẫn nở sao mỗi tình. Chúng mình kỷ niệm biết là bao. Hôm nay em ngồi lặng yên nghe tôi về chuyện xưa bao năm lắng trong tim. Tình mình từ thuở tuổi đôi mươi mà ta chưa biết nên để lỡ duyên đời. Xin xin đôi nét mực nghiêng trong lưu bút ngày xanh em đã viết tặng tôi. Mong đời còn có hôm nay ta hẹn gặp nhau đây ôn lại chuyện chúng mình. A Di Đà Phật. Anh Điệp. Xin thí chủ hãy lui con. Anh Điệp, em là Lan, em tới tìm anh đi anh Điệp. Lan đây hả? Lan đây. Làm gì ạ? Định lệnh mở điện giật chết thôi hả? Cắm nhượng cha là chết. Sợ lúc ngang đi tung cắt chuông đi. Điện này nè, vậy nè. Nè, đứng hồng tù này nó xưa rồi. Tôi cắt dây từ lâu rồi. Trời, chuyện hai chuyện hai việc không nổi em nè. Ừ. Bởi anh biết anh đường 36. Trời ơi. Ác vậy nơi không? Ông đi tu là mở bằng điện 36 ông giết tôi hả? Không hề, em không hề chết được đâu. Em chỉ xin anh một điều, em gian xin là anh hãy cho em vô đi anh. Bây giờ em đi kiếm anh, em quất hai tô bún riêu, hai cây cà phê sữa đá với hai chiếc xoài sống. Anh Điệp. A Di Đà Phật, thí chủ hãy lui góp để mình tánh tu hành. Anh Điệp. Thí chủ. Anh nở lạnh lùng như thế sao? Trời ơi, tôi ăn mà hủ mà thấy ớt luôn vậy. Ê, dễ sợ không cho tao đi nha. Lên. Lên. A Di Đà Phật. Ngày xưa tôi có quen một người em gái nhỏ. Tôi đang 16, mái tóc chấm ngang vai, tình như nụ hoa nở trong lòng đời ngọt ngào. Rồi yêu thương ai đem đôi tim non, đêm xuân qua cho nhau thấy nào nào. Ai thương yêu ai, đó chỉ là tình của mỗi con người. Một hôm xếp bụng nghiêng, đấng trần tôi ra tờ. Trôi qua mau giữ tình yêu cho nhau để
sao những ai biến ra xa. Riêng tôi đêm nay nhớ thương một người lành buốt đêm dài. Trời ơi, đêm qua về báo mộng, nói hôm nay ra rừng trúc đón người về, mà ra rừng trúc rồi chém đếm là dìa không dìa, dìa không dìa, mỏi tay luôn không thấy người đâu. Hầu hả? Trời, ai về? Em nè. Bên nè. Anh mà cũng giật mình nữa sao? Nãy giờ em thấy anh tập cung phu dữ lắm mà. Em kình anh dữ lắm nha, thấy chém muốn nát rừng trúc của người ta luôn, người ta đền thấy bà luôn đó nha. Trời ơi, em linh quá. Anh chém hết bao nhiêu nhát rồi mà còn giật mình. Mai mốt anh chết, em chết anh không dám đốt nhang đâu. Vừa cắm nhang em hiện hồn về liền. Anh hả? Anh đã nhận được thơ của em chưa? Nhận được rồi. Vậy anh đã đọc kỹ chưa? Đọc kỹ rồi. Anh đã lấy kính lúp soi từ chữ để đánh dần chưa? Anh soi rồi. Chị, anh có hiểu được tâm lòng của em không? Điệp. Trời ơi, sao ác quá à. Mình hiểu lòng của người ta mà người ta không hiểu lòng của mình. Buồn quá à. Đọc kỹ đến nỗi mà người đâu thơ đó. Giờ giấy nó nhúm lại chữ nó bay đi mất luôn nè. Có chữ còn chữ không, khổ. Điệp Lan. Bởi vì em không muốn anh buồn. Em không muốn anh khổ. Không muốn anh buồn, không muốn anh khổ. Ừ. Sao biên thư nói như vậy? Mà hồi nào giờ anh có than buồn, than khổ với ai đâu. Từ khi biết mà cha mẹ hai bên đã đính hôn hai đứa mình rồi, thì anh coi cuộc đời của anh cũng như là của em vậy đó. Trời ơi, sức tôi mà còn tôi bẻ cong cây tre này nè. Trời ơi, nghe nổi óc hết trơn hết trụi. Anh à, anh hiểu em rồi đúng không? Đúng. Nhưng mà tại sao em không hiểu được lòng của anh? Lòng anh mở không mà hiểu lâu lắm. Nhưng mà sao lớp mở tới lớp tim mà? Anh biết em lên thành phố làm cái gì mà? Biết chứ. Bởi vì anh đọc thư xong anh mới thấy cuộc đời của Lan sao khổ vậy. Trời ơi. Sao em đi ở đợ mà em khổ quá Lan ơi. Đi ở đợ phải khổ, chẳng lẽ lên trển làm chủ. Trời. Khi nào tôi lên làm chủ kìa tôi mới không khổ. Bây giờ về nói với anh vài lời vậy thôi. Em hết lời nói với anh rồi, em đi đây. Hả? Em đi nha. Đừng mà. Lan. Bye bye. Chưa. Chưa nói xong mà Lan. Không, anh không chịu. Em vừa giải thích cho anh hiểu mà Lan. Tại sao em viết thơ như vậy? Lan, đợi anh với Lan. Ai? Ai? Ai gì vậy? Em đừng dại dột, em đừng hành động như vậy. Hành động vậy? Em được từ từ. Trời ơi, tôi chạy, tôi chán dán, đứng không kịp. Trời ơi, em chán dán, em chạy hả? Mà công nhận, em hay quá. Sao? Anh nể em quá, anh khen em quá. Cái cặp chân em ngắn ngủn à. Mà em chạy nhanh bà cố luôn á. Chạy theo muốn chết luôn vậy. Em buồn quá, em chịu nổi, em cố gắng em chạy. Trời ơi, đừng khóc. Em thấy nước sông sau lưng em không? Em khóc mà tràn vậy đó. Trời ơi, em khóc mà tràn cả một con sông luôn. Dạ. Mà tại sao em khóc? Tại vì chiều nay em phải đi rồi. Chiều nay em đi hả? Dạ. Chắc ở trên vui lắm hả? Tao đi ở đợ mà vui gì? Tôi không thấy nơi nào vui bằng chỗ này. Không có nơi đâu sướng bằng chỗ này. Ở nhà tôi muốn ăn giờ nào ăn, tôi muốn ngủ giờ nào ngủ, tôi muốn thức giờ nào thức. Mà điều đặc biệt là ở nhà này tôi là chủ, còn anh là ở đợ. Nhưng mà anh nên biết là bây giờ tôi phải đi. Tôi lên thành phố thì tôi lo sự nghiệp ở đợ cho hai đứa mình. Sao tôi khóc tự nhiên chuyển qua anh khóc hả? Sao khóc? Anh buồn. Làm gì buồn? Nhưng mà anh cố gắng anh nuốt nỗi buồn vào lòng. Ừ. Anh không buồn đâu. Ừ. Anh vui lắm. Vì người ta đi lo sự nghiệp ở đợ mà. Ừ. Anh đâu có buồn chi. Nhưng mà người ta đi rồi, chắc cái nhà này buồn lắm. Cơm nấu không ai ăn,
Làm sai không ai chửi, ngủ tới chiều không ai đánh thức dậy. Trời ơi, nhưng mà người ta đi lo cái chuyện tương lai của hai đứa. Thôi tôi cố gắng Lan đi vui nha. Ừ, cố gắng cái gìn sức khỏe nha. Tôi lên chợn, tôi sẽ ráng đi ở đợ cho giỏi, rồi một ngày nào đó tôi sẽ cố gắng leo lên làm chức bà chủ, rồi tôi cho lên làm chủ được không? Ừ, nhớ nghe giữ lời nghe, lên làm bà chủ phải kêu tôi lên làm ông chủ nha. Chứ bỏ tôi á tôi chết quá, chắc tôi đi tu quá. Trời ơi, anh đừng có đi tu, ngày nào anh cũng ăn lẩu dê á, chùa nào chưa. Trời Lan, em đừng có khi dễ anh như vậy. Bây giờ anh ăn lẩu dê nữa, anh ăn tàu hủ 3 ngày thôi gặp em anh giục cục lơ liền. Trời ơi dữ vậy hả? Ừ, thôi được rồi, nói vậy tôi tin anh rồi. Hôm qua đó trước khi tôi chạy về đây, tôi đưa tô cho tôi hẹn gặp anh á, tôi có đập ống heo nhà ông chủ. Mà nói nghe là công nhận chưa có ống heo nào mà nhiều tiền nhà ông chủ chưa nha. Tôi đập cái rầm cái tôi hốt của đem về cho anh nè. Để đếm nha, 5 xị nè, 1 chai nè, 2 chai nè, 2 chai 1, 2, 3, 4, 5, 6 nè đó, 2 chai 6 xị. Còn lại 5 ly nè, tôi để dành để tôi lên thành phố. Còn tôi đưa hết cho anh á, cầm đi, ở nhà gán giữ gìn sức khỏe nha. Không có khát nước cái mua Heineken uống, còn khát dữ lắm thì mua Hennessy. Đừng uống rượu đế nha, rượu đế giờ nó pha cồn, uống trái bao tử nha, không mất công đột quỵ chết nghe chưa. Ở nhà nhớ lo bầy heo cho tôi á, nấu cám cho nó ăn đàng hoàng, đừng bao giờ dành với nó nghe không. Tôi thấy ông nuôi heo không bao giờ thấy con nào mập có tàn, thấy ông mập không, con nào nó ốm nhắc bán không được gì trơn nè. Rồi, cầm đi, tôi lên chở tôi me có ông heo nào của ông chủ nó vừa nghe tầm giới tôi đập tôi đem về. Trời ơi, đang thèm rượu mà em đếm tiền chai này chai nọ anh thèm muốn chết luôn đó. Cầm đi. Thôi anh không cầm đâu. Cầm rồi vậy cha. Ủa gì hả? Ừ. Trời ơi, 2 chai 6 xì hả? Ừ. Trời ơi, em đi mạnh giỏi nha. Khoan, gì vậy? Cái chuyện hồi nãy. Chuyện gì? Cái chuyện hồi nãy. Chuyện gì? Không phải tôi rình, tôi nghe lén. À, cái chuyện bà tâm sự, bà Lan tâm sự với bà Huệ. À, nói cái chuyện mà cái ông Đài Lan nào đó lợi nhà ông chủ bà chơi. À, rồi địa hàng thấy bà đẹp muốn cua bà đem bà về Đài Lan. Mà tôi nói thiệt, hai người tâm sự lớn quá, tôi nghe tôi rình, tôi nghe hết, tôi không cố ý. Không có, anh nó biết mở miệng anh nói là con Lan tâm sự với con Huệ mà cứ nghe không. Lan Huệ sầu ai, Lan Huệ héo, em biết nó gặp nhau là sầu thôi không có vui. Thiệt tình là có con cho Đài Lan lên chơi với ông chủ em, thấy em có địa em cũng ráng ông nghe lại kia cái. Nhưng mà em xấu em vô duyên, nó có chịu em đâu. Chịu là em cũng đi lâu rồi, mới có chịu, yên tâm nha. Nhưng mà em đẹp, em có duyên, đối với anh em đẹp, em có duyên. Trong mắt anh thôi, hiểu không, đi trong mắt người ta em không là cái gì hết. Thôi giờ em đi nha, đừng buồn nghe, đừng suy nghĩ em nha. Lan, Lan điệp vậy trơn á. Lan, mệt quá. Đừng bỏ anh đi mà Lan, Lan ơi, trời ơi. Lan, em nhớ lên Sài Gòn, đập ống heo nhiều nhiều nữa nha. Yeah.
anh Điệp. Anh Điệp, anh ngửa cái mặt lên đi, ba mặt em biết mặt nào mặt anh nữa. Mặt mập mà có mỡ là mặt của anh. Anh ơi, sau một thời gian không gặp anh, bây giờ anh đi chăn ngựa rồi hả anh Điệp? Chứ đi đâu dẫn hai con, người ta đi cưỡi ngựa đi du lịch là ta cưỡi con con, mà không có hai con, bận đồ cũng lạ nữa. Anh ơi, làm như lấy mền khoét cái lỗ chùm vô hay sao á. Xin lỗi anh đừng khóc nữa. Giờ mọi chuyện anh lỡ làng như vậy rồi. Nhưng mà em uống thuốc thiệt, khi anh lại bị người ta thuốc rượu em đó. Chứ phải em muốn vậy em bị người ta thuốc rượu. Anh không biết anh mất đền làng đó. Trời ơi, trời ơi. Khóc hả anh? Anh khóc. Tao có giọt nước mắt nào vậy anh? Em nói anh nghe nha. Làng không khóc không có rơi từng giọt, ta rơi từng dòng không à, tuôn ào ào cái dòng sông vậy đó, mà không có giọt nào đó. Đó. Anh ơi, anh phải nghe em giải thích. Em đừng giải thích gì hết. Bây giờ dán đã đóng thuyền rồi. Trời ơi, trời đã giả vô cối rồi. Chị đã xỏ qua kim rồi, còn gì mà giải thích nữa. Mấy ngày nay tôi khóc mà nước dưới xuống nó dâng trào cái gì đó. Bây giờ hết nước mắt rồi, chỉ còn mồ hôi thôi. Anh Điệp, anh Điệp, nến. Anh làm quá em sợ ngựa nó đá quá. Anh ơi, em nói anh nghe nè, nói gì thôi, chứ lòng em lúc nào cũng nghĩ tới anh á. Một điều quan trọng nữa đó, em khuyên anh, em trước khi em đi, anh cho em nói với em, anh một lời được không á? Trời ơi, nước mắt của tôi bây giờ có giá trị gì nữa đâu. Tôi đau khổ lắm người ơi, có biết không? Không có nói nước mắt của anh. Em chỉ khuyên anh một lời thôi. Khuyên gì? Em chỉ khuyên anh đừng leo lên ngựa cưỡi nha. Dẫn đi đây được rồi. Anh mà leo lên chắc ngựa nó bại luôn á. Từ đó giờ mà thấy voi mà nó cưỡi ngựa chưa. Anh Điệp, em đi nha. Bộ bạc ở đâu? Em đi nha. Em đi làm sức ngoài luôn nha. Trời ơi, trời Lan, em góp tiền kìa Lan ơi. Trời ơi, điên, một cuốn sổ tiết kiệm mấy tỷ hả? Trời ơi, cái này còn quý hơn mấy tỷ nữa hả? Siêu âm. Trời ơi, người con gái ấy đã có bầu. Trời, mối tình vinh nguyên của tôi em đem cho ai? Em ơi, Đài Lan, Hàn Quốc hay Hồng Kông? Trời ơi, Lan, Lan ơi, đi hai con ơi, về chuồng, mắt tao đền thấy bà nội tao luôn. Đây, trời ơi, đây, giờ người cũng phụ tôi mà ngựa cũng phụ tôi luôn. Đi giùm tôi đi, trời ơi, đi, đi trời ơi, đi, mau lên. Làm sao tôi ngang đường, thà vui đi cho trót đêm nay. Nhiều lần mình trắng bàn tay, như chuyện xa xưa ấy, xin đừng nhớ hay buồn. Đôi ta không sống vì nhau khi kẻ ở người đi. Thôi thương tiếc mà chi, mình về ngõ tối hai nơi. Có phải vì sao rơi? Đêm hò hẹn hè Thank you.
Anh Điệp. Anh Điệp, đứng lại đó. Anh đứng lại đó, ba một lời. Kiếm anh mệt quá. A Di Đà Phật. Bần tăng là kẻ tu hành, không phải là người nhiều chuyện mà ba mắt một trời. Cái gì nữa? Trời ơi, sao vậy? Ông chúa dưới đây. Ông chúa đâu? Y lộn. Nhi. Anh được bình tĩnh nghe em nói. Bình tĩnh. Chuyện xếp đánh tay là phải bình tĩnh. Đúng vậy. À, gì tính này còn hơn xếp đánh nữa. Tin gì? Đây là đứa con gái của anh. Trời, đây là bé Bướm. Ừ. Con gái của Điệp. Ừ, chạy qua hôn qua ba đi con. Con chào ba Điệp. Không, Bướm về với Lan đi. Cô đừng, chú không tin đó là sự thật. Anh phải tin. Cô Phật. Cô đừng có để ai ăn ốc mặt tôi đổ vỏ. Không, đây không phải con của tôi. Đứng lại. Anh nghe em nói nè. Em lên trên Sài Gòn á, em đi làm. Sau đó em có gặp ông Đài Loan đúng thiệt. Nhớ là cả hồi đó bữa tối đó em chia tay với anh không? Sau đó em lên gặp Đài Loan, em đã thuốc ổng uống rượu cho xỉn. Hả? Sau đó em cũng uống 2 ly rồi em giả xỉn luôn. Không, em phải uống 20 ly mới xỉn. Trời ơi, xin lỗi anh à. 20 lít đấy tôi còn chưa xỉn, chỉ có mình anh mới hiểu tôi thôi. Bởi vậy, khi mà em gạt ổng xong rồi, ổng phải rước em, đưa em qua Đài Loan. Sau đó, sắm cho em cái gì cũng thiệt. Chỉ có một mình ổng đó là người đàng hoàng, sắm cho em xe hơi thiệt, nhà thiệt, kể cả hộp xoàn cũng thiệt. Nhưng mà cái em tặng cho ổng thì không có thiệt. Em tặng cái gì? Một đứa con giả, tại vì đứa con đó là của anh. Hả? Anh hai cái mặt giống Mi Trang không? Con chào ba đi con. Con chào ba. Ôi, bé Bướm. Bé Bướm. Bé Bướm. Trời, đánh giờ hay coi. Bờ, bơm sắp bơm. Trời ơi, quất. Trời ơi, sao nói tiếng đó không được, từ đó không được mà. Bên con tôi từ đó. Muốn cha con nó chia cách phải không bé Bướm? Lan ơi, sao em nuôi con em gọi đầu sao nói chua quá à. Sao chú thơm 5 lần vậy? Phải không? Chua cũng là con của tôi. Ba ơi ba, sao mà tự nhiên ba làm thầy tu vậy? Hả? Sao mà tự nhiên được? Ba đi tu. Ba đi tu về chuyện gì vậy? Hả? Con hỏi đi tu về chuyện gì kìa? Hả? Tối sớm về pha với ba tu thì ba thích tình mẹ con, nhưng thật sự không phải như vậy con à. Cái gì chuyện vậy? 10 năm nay đi tu. Ừ. Vì anh trốn. Trốn cái gì? Trốn nợ. Trời ơi trời trời, 10 năm nay ông làm gì mà em đi trốn nợ? Trời ơi, em không biết đâu, từ ngày mà em bỏ anh em đi, ở nhà anh nuôi heo thì heo bị tai xanh chết, anh nuôi bò thì bò lỡ mầm lông móng mà chết, anh nuôi chăn con chăn bự như anh nó cũng chết luôn. Trời ơi, nói chung anh chỉ nuôi anh sống thôi. Rồi anh làm đâu thua đó, giờ đổ nợ giang hồ dí phải vô chùa chốt thôi em. Ông nghĩ sao cửa chùa để cho người ta tu hành chứ phải vô trốn nợ? A Di Đà Phật, anh vô đây 10 năm rồi mà anh chưa có tu. Chứ đi đâu? Anh chỉ núp bóng đa nè, núp bóng bồ đề anh quét lá không à. Chưa được vô đại điện hả? Chưa được vô chánh điện nữa. Vậy tôi cấm anh không có được A Di Đà Phật hoài nha cha. Không có tu được. Ê, không có tu được thì thôi đi. Bây giờ tôi tính vậy nè. Tính sao? Nói gì nói chứ em á, đi qua đó em cũng làm ăn đàng hoàng. Em lấy ông chồng ông già. Ông sẽ chết, cho nên mới lấy em vài năm ông chết rồi. Giờ em hủy viên cho tài kích sổ của ông luôn. Em về em trả nợ cho anh là điều quan trọng. Điều quan trọng nhất nữa là em muốn bé Bướm gặp lại ba Điệp. Đó. Bé Bướm của ba. Ba ơi ba, bây giờ á ba về với con với mẹ nha ba. Đó, giờ con nói vậy anh thấy sao? Phải về thôi, từ đây ba sẽ giả từ kiếp ăn tàu hũ, gia đình mình xuống núi. Chiều gặp lại nào ngờ đâu trên thành phố cao nguyên Mimosa vẫn nở sao mối tình Oh
chuyện chúng mình kỷ niệm biết làm.